10 câu chuyện, 10 bài học, giá trị hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Dưới đây là 10 câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống. Mỗi chúng ta có thể có những cảm nhận khác nhau và tự tìm thấy bài học cho riêng mình. Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ suy nghĩ của riêng bạn cùng với Vân Anh nhé. Câu chuyện thứ nhất, câu chuyện từ cây sơ ri. Khi George Washington khoảng 6 tuổi, cậu có được một chiếc rìu rất sắc bén. Như hầu hết mọi đứa trẻ khác, cậu rất thích nó. Cậu dự định sẽ chặt hết thảy mọi thứ mà cậu gặp. Một ngày nọ, cậu đi lang thang trong vườn và lấy làm thích thú vì cậu đã chặt mất cây đậu Hà Lan của mẹ. Thấy một cây sơ ri còn nhỏ giống Anh Quốc, cậu thử dùng lưỡi rìu chặt cành cây và cạo vỏ cây để thử độ bén của chiếc rìu nhỏ. Một thời gian sau, cha cậu phát hiện được chuyện gì đã xảy ra với cây sơ ri yêu quý của ông. Cây sơ ri nhỏ bé đã chết. Ông đi vào nhà vô cùng giận dữ, hỏi gặng xem ai đã làm chuyện đó với cây sơ ri. Không ai có thể nói cho ông biết bất cứ điều gì về chuyện đó. Lúc ấy, cậu bé George cũng vừa đi vào phòng. George này, cha cậu nói, con có biết ai đã chặt mất cây sơ ri còn nhỏ ở đằng kia không? Cha đã phải tốn mất 5 đồng guin để mua cái cây đó. George thật khó mà trả lời. Sau một thoáng phân vân, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và òa khóc. Cha ơi, con không thể nói dối. Cha biết là con không thể nói dối mà. Chính con đã chặt cây sơ ri bằng chiếc rìu nhỏ của con. Cơn giận dữ của người cha tan biến hết. Ông dịu dàng ôm cậu bé vào lòng và nói, con trai của ta, chính sự sợ hãi của con khi con thú nhận với ta đã là sự thật đáng giá hơn hàng ngàn cái cây khác. Đúng đấy con trai ạ, dù những cái cây đó có nở ra những bông hoa quý giá như bạc và những chiếc lá quý như những miếng vàng nguyên chất nhất, cũng không quý bằng sự dũng cảm biết nhận ra lỗi lầm của mình. Câu chuyện thứ hai, cây măng tây. Có một nông phu, tất cả ruộng đều trồng toàn là măng tây, mà trong ruộng không có một gốc cỏ tạp nào. Người đi đường rất ngạc nhiên, hỏi tại sao măng tây mọc rất tốt và trong ruộng lại không có cây cỏ tạp nào. Người nông phu trả lời, vì măng tây vốn ưa mặn, bỏ muối trong ruộng nhiều một chút thì có thể làm cho măng tây rất tốt. Mà đối với các loại cỏ thì ngược lại, chỉ cần vải muối vào ruộng thì một cây cỏ tạp cũng không mọc được. Cho nên không những khống chế được cỏ tạp mà còn khiến cho măng tây tươi tốt. Tâm hồn của con người ta là một cánh đồng ruộng có thể trồng đủ tất cả các loại thực phẩm trên thế gian, có thể nuôi tất cả các loài động vật trên thế gian, có thể chứa cả bầu trời biển khơi và địa cầu ở trong đó. Tâm hồn con người có lúc thật nhỏ bé, không chứa đựng được một chút bác ái, yêu thương với tha nhân hoặc với anh em chị em trong cộng đoàn. Nhưng đôi khi lại quá rộng rãi, thoáng mát cho mọi thứ khách không mời mà đến, là cám dỗ, là ích kỷ, cố chấp. Ruộng măng tây cần có chất mặn của muối để tươi tốt và cỏ tạp bị diệt tiêu. Thì ruộng yêu thương của tâm hồn cũng cần phải có chất mặn đức tin để làm cho yêu thương được phát triển tốt tươi và thù hận, ghét ghen, kiêu căng bị tiêu diệt. Nếu yêu thương mà không có đức tin thì giống như người đời, sáng yêu chiều ghét theo vui buồn của tính mình. Nhưng yêu thương của đức tin thì luôn yêu mãi, yêu đến cùng, dù hoàn cảnh có khó khăn, có ngược đãi. Câu chuyện thứ ba, phải biết nhìn xuống. Chuyện vui của thầy Andri có kể về một hoàng tử nọ có tên là Mukasaki. Có một thái độ tự cao tự đại, đến độ cả khi đi ông cũng không bao giờ nhìn xuống đường. Ông bước đi trong tư thế làm oai, ngực đứng thẳng, mắt ngước lên. Mọi người trong vùng đặt cho hoàng tử một tên riêng là người không bao giờ biết nhìn xuống. Và hoàng tử Mukasaki xem ra cũng rất thích biệt hiệu này. Ông tuyên bố,
Những bậc vĩ nhân không bao giờ nhìn xuống, họ chỉ biết nhìn lên trời cao mà thôi. Một ngày nọ, hoàng tử được mời đến dự đại tiệc tại cung đình. Để khoe cho mọi người nhìn thấy bộ áo cẩn ngọc quý giá có 102 của mình, hoàng tử quyết định không ngồi xe ngựa, nhưng hiên ngang đi bộ từ nhà đến cung đình. Dĩ nhiên là với thái độ kiêu hãnh không bao giờ nhìn xuống. Dân chúng tuôn ra hai bên đường trầm trồ khen áo đẹp và quý. Điều này lại làm cho hoàng tử thêm kiêu hãnh. Hoàng tử đến cung đình sau hết mọi người và hiên ngang bước vào. Mọi người cười rộ lên. Hoàng tử kiêu hãnh hỏi, tại sao mọi người cười tôi như vậy? Một trong những khách được mời trả lời, xin hoàng tử hãy nhìn xuống đôi chân mình sẽ biết lý do tại sao. Hoàng tử nhìn xuống, mặt bỗng đỏ bừng lên vì hổ thẹn. Cả hai đế dài của hoàng tử đều dính đầy phân ngựa. Vì không bao giờ nhìn xuống, hoàng tử dẫm lên không biết bao nhiêu đống phân ngựa từ nhà đến cung đình để dự tiệc. Hoàng tử trong câu chuyện vui trên không bao giờ nhìn xuống và đã dẫm lên những đống phân ngựa. Nếu chúng ta không biết nhìn lại mình, kiểm điểm cuộc sống mình để biết canh tân khỏi những khuyết điểm và tật xấu, thì chắc chúng ta cũng sẽ chồng chất không biết bao nhiêu tật xấu. Tự phụ, kiêu ngạo làm ta nên mù quáng trước những tật xấu của chính mình. Thêm vào đó, chúng ta lại dễ chiều theo khuynh hướng moi móc chuyện xấu của anh chị em. Và như thế, càng ngày chúng ta càng lún sâu vào tật xấu mà không hay biết gì cả. Câu chuyện thứ tư, sống dựa. Người ta kể rằng, ngày xưa có một vị vua rất thích nghe tiếng sáo, nhưng không phải là sáo độc tấu mà là sáo động tấu. Có một anh chàng nọ, chẳng hề biết thổi sáo bao giờ, nhưng anh ta muốn có nghề để sống, nên anh ta xin gia nhập vào đoàn người chơi sáo trong cung nhà vua. Vì không biết thổi sáo nên mỗi lần đồng tấu, anh phải làm bộ đưa sáo lên miệng như những người khác, nhưng mà không thổi. Anh này cứ dựa vào người khác như thế mà kiếm tiền sống qua ngày. Được một thời gian, vị vua kia băng hà, một vị vua khác lên ngôi. Vị vua sau này cũng thích nghe tiếng sáo, nhưng không phải là đồng tấu như vị vua trước, mà là tiếng sáo độc tấu. Thế là chàng bất tài kia đã phải bỏ nghề làm ăn giả hình của anh ta. Đối với anh chàng giả mạo làm nhạc công thổi sáo trên đây, sau khi bị lột mặt nạ, anh chỉ phải bỏ nghề làm ăn giả hình của anh thôi. Ngày nay, quả thật, con người đã tiến bộ rất nhiều. Các phương tiện dường như có thể phục vụ con người trọn gói. Đến độ, con người chỉ ngồi điều khiển bằng mệnh lệnh mà không phải mệt nhọc gì cả. Rất dễ khi nhìn vào các công trình đã, đang và còn tiếp trong nước, ngoài hành tinh. Như các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, đến khoa học, truyền thông, điện tử, các phương tiện máy móc phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, ngư nghiệp, rồi đến các khía cạnh nghệ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, vận chuyển, giải trí, cho đến ẩm thực, lương thực. Con người dễ có khuynh hướng dựa vào người khác để cho mình ít phải làm việc, ít phải phấn đấu, ít phải trách nhiệm và tìm cách để được sung sướng mà không phải vất vả cực nhọc làm việc. Hay thích được an toàn mọi mặt mà lại dựa vào người khác, không tự xây dựng cho tương lai đời mình bằng mồ hôi, sức khỏe, thời gian và trí óc. Sống dựa trong tiền bạc vật chất. Có người dù đủ điều kiện thời gian, sức khỏe, kiến thức nhưng lại không siêng năng làm việc, làm giàu cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội. Nhưng lại lười biếng hay làm việc cho có, cho vui vì với họ không làm cũng chẳng sao. Nên khi thất bại thì cũng cho là bình thường vì họ còn dựa vào cha mẹ và bà con nước ngoài được. Hay có loại dựa vào tiền mồ hôi nước mắt của người khác hoặc bằng con đường bất chính để kiếm lợi nhanh. Thái độ này làm cho họ dễ coi thường người khác, coi khinh các giá trị cuộc sống và đề cao sức mạnh của vật chất. Sống dựa vào lòng xót thương và bố thí của người khác, nước khác. Có nhiều người thích làm ra vẻ tiều tụy, khổ sở, đáng thương
để kêu gọi lòng bác ái của người khác. Hay dựa vào một sự cố nào của mình, của gia đình hay cộng đoàn, của đất nước để xin, để quyên góp, dù thực tế chưa đáng. Hoặc dựa vào một biến cố nào đó trong quá khứ để kiếm tiền, để xin viện trợ. Người ta bảo đây là loại ăn mày quá khứ. Đang khi chính mình không những tự lập được mà còn có thể giúp người khác được nữa. Vậy mà cứ dựa vào bác ái bố thí của người khác. Ngày nay, quá nhiều người không những dựa mà còn lợi dụng vào công sức, mồ hôi, chất xám của người khác để kiếm lợi. Biến của người thành của mình. Chỉ cần thay đổi mẫu mã, tên tuổi hay một vài chi tiết là xong. Như báo chí gần đây đưa tin một giáo sư đại học là lấy trọn gói giáo trình của một giáo sư ở trường khác, coi đó là của mình, rồi in ra cho sinh viên học chẳng hạn. Sống dựa vào danh dự, uy quyền. Để trưởng thành, mọi người phải tự trau dồi, hoàn thiện bản thân và xây dựng danh dự, uy tín, phẩm chất và chức vụ bằng thời gian, khả năng của mình. Đang khi đó, nhiều người thích dựa vào bóng người khác để sống, núp vào ô của người khác để được mát, cho dù biết đó là xấu hổ, là nhục, nhưng vẫn làm theo. Sống dựa vào đạo nghĩa. Ngày nay, người tín hữu có rất nhiều điều kiện để học hỏi, trau dồi giáo lý của Chúa, có rất nhiều điều cơ hội để sống đức tin. Nhưng nhiều người vẫn còn dựa dẫm vào đám đông, vào cộng đoàn. Cách lập luận thông thường là người ta sao tôi vậy, tôi không muốn làm khác đi, sợ người ta nói, sợ người khác dòm ngó đàm tiếu. Chẳng hạn như người ta lười biếng khô khan, dù tôi muốn siêng năng cũng không dám vì sợ hàng xóm nói. Người ta thờ ơ lạnh nhạt thì mình dù nhiệt tình cũng không dám, sợ người ta xì xèo. Như cây tầm gửi, chúng bám vào cây khác và hút nhựa sống để tồn tại. Sự sống của nó tùy thuộc vào loại cây chúng bám vào, thì người sống dựa cũng bập bềnh lay lất đời mình như vậy. Sống dựa làm cho mình không dám đứng thẳng, hiên ngang với đời, mắt cúi rạp không dám nhìn ai. Sống dựa làm cho con người mất tự trọng, trở nên yếu nhược và dần đánh mất chính mình. Câu chuyện thứ 5. Lắng nghe và thực hành. Có một người đi qua một ngôi làng, ông biết rõ chỗ mình sẽ đến, nhưng không biết còn bao lâu nữa thì tới. Khi đang đi đường, ông gặp một người tiều phu, liền hỏi xem còn bao lâu nữa tới làng kia. Người tiều phu nhìn ông rồi đáp, tôi không biết. Ông vội bước đi và tin chắc rằng người tiều phu kia không biết thật. Đi được vài bước thì ông lại nghe tiếng người tiều phu gọi. Này ông ơi, ông đi độ 15 phút nữa thì tới. Ngạc nhiên, ông quay lại hỏi bác tiều phu, tại sao khi nãy ông hỏi bác lại trả lời là không biết. Người tiều phu trả lời, lúc ông hỏi tôi, ông chưa hành động, tôi không thấy bước đi của ông dài hay ngắn, làm sao tôi có thể trả lời ông. Câu chuyện thứ 6. Củ cà rốt của tôi. Một lão bà nọ qua đời, các thiên thần mang đến tòa phán xét. Đấng phán xét không tìm thấy bất cứ một hành động bác ái nào, ngoại trừ có một lần bà đã cho người ăn mày một củ cà rốt. Tuy nhiên, đấng tối cao đầy lòng nhân từ xem hành động ấy có đủ sức để mang người này lên thiên đàng. Dĩ nhiên, củ cà rốt sẽ là sợi xích để người đàn bà bám vào và leo lên các bậc trong chiếc thang dẫn về thiên đàng. Người ăn mày cũng chết vào khoảng thời gian ấy. Anh cũng được diễm phúc bám vào gấu áo của người đàn bà để được đưa lên thiên đàng. Một người khác cũng qua đời vào ngày hôm đó. Người này cũng níu lấy chân của người hành khất. Không mấy chốc, chiếc thang bắt đầu từ củ cà rốt, mỗi lúc một dài ra, đến gần như vô tận. Mọi người đều níu kéo nhau để lên thiên đàng. Từ trên đỉnh thang nhìn xuống, người đàn bà bỗng khó chịu. Bà sợ mỗi lúc một dài nó sẽ căng ra rồi đứt chăng. Trong cơn bực tức, bà cố gắng dành riêng cho mình củ cà rốt và la lên. Các ngươi gian ra, đây là củ cà rốt của tôi.
người đàn bà cố gắng giữ củ cà rốt cho riêng mình, cho nên sợi dây tạo nên chiếc thang bắt lên trời bị đứt. Bà rơi nhào xuống đất và cả đoàn người bám víu vào sợi dây ấy cũng rơi theo. Một tác giả nào đó đã nói như sau: nguyên nhân của tất cả mọi sự dữ trên trần gian đều bắt đầu từ câu nói: điều này thuộc về tôi, điều kia thuộc về tôi. Khi con người muốn chiếm giữ cho riêng mình là lúc con người cũng muốn chối bỏ và loại trừ người khác. Nhưng càng muốn chiếm giữ cho riêng mình, con người không những chối bỏ người khác mà cũng đánh mất chính bản thân mình. Tình liên đới là điều thuyết yếu cho sự trưởng thành bản thân. Càng ra khỏi chính mình để sống cho người khác, chúng ta càng gặp lại bản thân. Chúng ta càng lớn lên trong tình người. Đó là nghịch lý mà Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta. Ai mất mạng sống mình, người đó sẽ tìm gặp lại bản thân. Hạnh phúc của bản thân chính là làm sao cho người khác được hạnh phúc. Quả đúng như vậy. Quan niệm của nhiều người là muốn giàu có thì phải thu gom cho thật nhiều. Đang khi giàu có, chính là biết cho đi và làm cho người khác giàu có. Người ích kỷ trong cuộc sống đời thường thì họ cũng sẽ ích kỷ trong cả sinh hoạt đạo đức. Người có tính ghen tị trong đời thường thì họ cũng sẽ ghen tị trong các sinh hoạt đạo đức. Người có tính bon chen thua thiệt, dù xa lạ hay quen biết, thân thuộc hay máu huyết, xã hội hay tôn giáo, họ cũng sẽ biểu lộ tính hơn thua này ra cho mọi người biết. Người ích kỷ thì luôn nghĩ và thu gom cho bản thân, rồi bám dựa vào bản thân để đối chiếu, so sánh hơn thua với người khác. Nhiều khi còn đem mình ra làm chuẩn để nói người khác đúng sai hoặc để cho người khác noi theo. Người có tính ích kỷ thường hay so đo tính toán hơn thiệt khi cộng tác làm việc. Dù đời hay đạo, dù bổn phận hay bác ái, tự nguyện hay trách nhiệm. Và người ích kỷ rất dễ biểu dương bản thân, đề cao chính mình bằng cách giới thiệu cái này cái kia, điều này điều nọ là của tôi, do tôi. Rồi người ích kỷ cũng rất dễ nổi nóng, cáo gắt khi không được như ý. Sự tù túng của cuộc đời chính là đóng khung mình lại và hài lòng với sự khôn ngoan bé nhỏ tích lũy được, mà không mở lòng ra để đón nhận mọi sự mới mẻ, tốt lành của thế giới, vũ trụ thiên nhiên mà Chúa ban cho ta từng ngày trong đời ta. Cuộc đời còn biết bao nhiêu tương quan cần ta liên hệ, xây dựng, duy trì và bảo dưỡng. Câu chuyện thứ 7: sống với những gì mình đang có. Cô bạn tôi bị té xe hồi chiều. Ban đầu trông có vẻ bình thường, một lúc sau thì choáng váng. Khi được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy thì bác sĩ cho biết là bị xuất huyết não, phải giải phẫu ngay tức khắc. Giải phẫu xong, cô được đưa vào nằm ở tầng thứ 2. Nghe nói đến tầng lầu này ở bệnh viện Chợ Rẫy thì phần đông đều nghĩ đến những chuyện ít may mắn, có vào khó ra. Lúc tôi bước vào căn phòng này, cái cảm giác đầu tiên là khó thở, với hai dãy giường bệnh vừa được làm phẫu thuật xong. Hầu hết đều không được lành lặn bình thường và nằm bất động. Cô bạn của tôi là một trong những cái xác không hồn đó. Đầu cạo trọc, trên người được đắp một chiếc áo bệnh viện màu xanh. Thân thể gần như lõa lồ, và nếu không biết trước thì chắc cũng khó nhận ra được đó là một người đàn bà giàu có, xinh đẹp ở Mỹ về, xài tiền như nước. Tôi chỉ biết đứng yên nhìn cô ta, và trong lòng hoang mang cảm khái. Cô vẫn mê man, chưa biết sống chết thế nào. Bác sĩ cho biết là có thể hôn mê trong nhiều ngày. 5 ngày sau thì cô tỉnh dậy. Vậy là cô đã thoát chết. Mấy hôm sau thì cô được chồng đem về Mỹ. 2 tháng sau tôi có việc qua Mỹ và ghé thăm cô tại nhà. Bây giờ thì tóc đã mọc lại khá dài, che hết phần sọ bị cưa. Nhan sắc đã được phục hồi, trở lại một người đàn bà duyên dáng hoạt bát. Cô kể lại cho mọi người nghe về chuyện tai nạn và cô nói: trước khi lên bàn mổ, mình nghĩ chỉ cần được sống là đủ và sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ một điều gì khác.
Hôm sau, tôi theo cô bạn đến phòng khám bệnh của một bác sĩ được giới thiệu để cô ta khám. Cô bạn bước vào phòng, tươi cười chào hỏi và để tập hồ sơ bệnh lý của cô lên bàn. Vị bác sĩ đọc qua hồ sơ và hỏi: "Thế bây giờ bệnh nhân bị mổ ở đầu đang ở đâu?" Cô bạn có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hiểu ra, cô trả lời: "Chính là tôi." Vị bác sĩ trợn mắt nhìn cô, chỉ nói được một câu: "Không thể tưởng tượng được, nếu thế thì quả là một phép lạ." Sau khi khám lại vết thương, hỏi cô nhiều điều, bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường và bảo cô ký vào một giấy tờ gì đó. Cô cầm bút, nhưng thay vì ký vào chỗ đã có đánh dấu sẵn, thì cô ký lệch mấy phân vào phía dưới. Bác sĩ cười bảo: "Đấy là điều duy nhất còn sót lại mà cô cần phải chữa. Phải cho cô một cái hẹn khác." Cô bạn tôi ra về với những nét băn khoăn hiện ra trên mặt. Tôi an ủi và nhắc lại lời cô nói sau khi tỉnh dậy: "Miễn được sống là được." Cô trả lời: "Lúc đó thì nghĩ như thế thật, nhưng khi được sống rồi thì muốn những điều tốt hơn. Mình nghĩ con người chắc là ai cũng thế." Đúng, con người ai cũng thế. Nhưng cái mơ ước của cô bây giờ chỉ là mong nhận được một cái cô đã có từ trước và đã đánh mất. Cô chỉ mong được ký đúng vào chỗ cô đánh dấu, không bị lệch ra ngoài, do thần kinh không kiểm soát được mà thôi. Đấy là một tai nạn ngoài ý muốn đã làm cô bị một hậu quả nhỏ như thế. Nhưng cũng có những trường hợp mình tự ý quẳng một vật sở hữu của mình đi, cuối cùng lại ao ước được có lại như cũ. Ở đời có nhiều cái mơ ước rất bình thường. Bị một vết xước trên thân thể cũng đã làm cho mình khó chịu và chỉ mong lành lặn lại như cũ. Lúc sở hữu một cái tầm thường thì không quan tâm, không quý trọng. Đến khi mất thì tiếc nuối và chỉ muốn được lại cái mình đã có từ trước. Nhiều cặp vợ chồng cũng mất hạnh phúc vì cứ nghĩ là mình phải được hơn như thế. Vợ đòi hỏi chồng phải hơn như thế và ngược lại. Cho đến khi tan vỡ, ân hận thì đã quá muộn màng. Mơ ước cái mình chưa có cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu ước mơ không đạt được thì cũng không sao. Mơ ước được giàu sang phú quý cũng không hình dung được giàu sang phú quý đến như thế nào. Một người con gái mơ có tiền để sửa sắc đẹp, chưa biết sẽ đẹp như thế nào và nếu không thực hiện được ước mơ thì cũng đành quên đi. Nhưng nếu một hôm cô ta bị gãy một chân, thì mơ ước của cô chỉ là làm sao có được đôi chân lành lặn như cũ mà thôi. Tôi có một người bạn khác, một hôm phải vào bệnh viện và kết quả cho biết là anh ta bị sưng túi mật rất nghiêm trọng, phải giải phẫu gấp mới an toàn tính mạng. Lúc chúng tôi vào thăm anh ở bệnh viện thì được biết anh đã được an toàn và chỉ vài ngày sau có thể xuất viện về nhà. Anh nói với tôi: "Có thế này mới biết được chúng ta luôn luôn đứng trên ngưỡng cửa của cái chết mà không biết. Có thế này mới thấy nên có một quan niệm về đời sống thực tế hơn." Anh nói thì thế, nhưng mà khi lành bệnh, trở lại làm việc một thời gian thì anh ta vẫn chẳng khác gì ngày xưa, không có chút nào đổi thay. Ngài Đạt Lai Lạt Ma có một câu nói rất hay và đơn giản: "Có nhiều người sống mà không nghĩ là mình sẽ chết, đến khi sắp chết mới chợt nhận ra là mình chưa sống." Nói là đơn giản, nhưng không phải ai cũng hiểu sâu xa ý nghĩa của câu nói đó. Người ta không bao giờ mơ ước bình thường, hay sống với cái mình đang có. Câu chuyện thứ 8: Ai cũng có lý. Câu chuyện tại nhà của một quan tòa ở Milano, bên Italia như sau. Có hai người tranh chấp với nhau lâu ngày, cuối cùng đã đưa nhau đến nhà quan tòa của thành phố nhờ phân xử giùm. Người thứ nhất trình bày câu chuyện và tự biện hộ cho mình. Anh vừa dứt lời thì quan tòa dõng dạc tuyên bố: "Anh có lý." Đến lượt người thứ hai phân trần, anh cũng đem ra mọi lý lẽ để làm nghiêng cán cân công lý về với mình. Sau khi nghe anh trình bày,
quan tòa cũng tuyên bố, anh có lý. Cậu con trai của quan tòa theo dõi câu chuyện từ lâu, nó ngạc nhiên vô cùng. Làm thế nào cả hai đều có lý cả? Quan tòa cũng đưa ra phán quyết về nhận xét của con mình như sau. Con cũng có lý. Mỗi người chúng ta ai cũng có lý, cũng có những khả năng khôn ngoan, khôn khéo và kinh nghiệm riêng. Nhưng có lẽ con người ít muốn nhìn nhận phần công phúc, phần có lý của người khác, cũng như phần lỗi của mình. Và đó chính là đầu mối của xa cách, bất hòa. Nếu biết nhận ra rằng con người chẳng ai hoàn toàn tốt và cũng chẳng ai hoàn toàn xấu, thì sẽ bớt kiêu căng tự phụ, tự kiêu tự đại. Bởi so với trời cao hay nơi đất thấp thì ta chẳng là gì. Nếu biết nhận ra rằng con người tự bản chất là bất toàn, giới hạn, là khập khểnh thì sẽ dễ khiêm tốn hơn. Nếu biết chấp nhận và đón nhận, biết cảm thông và thương xót, biết bao dung và tha thứ cho nhau thì cuộc sống sẽ dễ chịu, nhẹ nhàng, đáng yêu hơn nhiều. Nếu mọi người lo tìm phần lý của mình sẽ dẫn tới sự thắng thua, hơn thiệt, phải trái và sẽ làm cho người thắng thì vui mừng, người thua thì tức giận. Nếu mọi người lo tìm lý mà không tìm tình thì cuộc sống trở nên hình thức. Con người sẽ cư xử với nhau bằng vẻ bề ngoài, gần mặt nhưng xa lòng. Nếu mọi người lo tìm phần lý cho mình thì sẽ làm cho người ta có thể cùng bàn nhưng không đồng bàn, cùng mái nhà nhưng không cùng mái ấm, cùng sàn mà dị mộng. Rồi mỗi người dè dặt nhau trong ứng xử, đối phó trong trách nhiệm và thắng thua trong đúng sai. Cuộc sống mỗi người sẽ trở nên khô khan, cứng cỏi, cằn cỏi, héo úa. Anh có lý, tôi có lý, mọi người đều có lý. Nhưng có lý mà không có tình thì ích gì? Cái lý không mang lại sự hài hòa trong cuộc sống, bình an trong trách nhiệm, hạnh phúc trong nghĩa tình, tin tưởng trong gặp gỡ, gắn bó trong cộng tác, hiệp nhất trong khác biệt, thì cái lý ấy chẳng ích lợi gì. Càng không giúp con người phát triển, càng không giúp cho cuộc sống ấm êm hơn. Cuộc sống vốn rất đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng con người đã làm cho nó trở nên phức tạp, khó hiểu, rối bời và căng thẳng. Ta chỉ cần nhìn nhận nhau, nhìn nhận sự vật, nhìn nhận mọi vấn đề một cách đơn giản và giải quyết bằng tình nghĩa, thì mọi sự sẽ giản đơn, dễ thương. Câu chuyện thứ 9. Sự bất xứng. Một bà mẹ van xin vua Napoleon ân xá cho con trai bà. Hoàng đế liền tuyên bố: ta không thể tha thứ cho con bà vì anh ta đã phạm tội lần thứ hai và lẽ công bằng đòi hỏi ta phải xử tử hắn. Bà mẹ khẩn khoản: thưa ngài, tôi không dám đòi hỏi lẽ công bằng, tôi chỉ van xin lòng thương xót của ngài thôi. Hoàng đế nói thẳng thừng, nhưng hắn không xứng đáng được thương xót. Bà mẹ lại kêu lên: thưa ngài, nếu con tôi xứng đáng thì không còn gọi là lòng thương xót nữa. Vâng, con trai tôi bất xứng, nhưng tôi chỉ dám van xin ngài rủ lòng thương đến nó thôi. Cuối cùng, vị hoàng đế động lòng: thôi được rồi, ta sẽ tha cho nó chỉ vì lòng thương xót của ta. Câu chuyện thứ 10. Tự mãn, tự nguyện. Một nhà công nghiệp giàu có thấy mình bị quấy rầy bởi một người đánh cá ngồi uể oải bên cạnh chiếc tàu của ông. Ông hỏi: tại sao anh không ra khơi đánh cá? Vì tôi đã đánh bắt đủ cho ngày hôm nay. Người đánh cá trả lời. Ông nhà giàu hỏi tiếp: tại sao anh không đánh bắt nhiều hơn nhu cầu của anh? Tôi làm gì với số dư ấy? Người đánh cá nói. Ông nhà giàu nóng nảy đáp: anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn và mua một chiếc tàu tốt hơn để anh có thể làm nhiều tiền hơn. Chẳng mấy chốc anh sẽ có một đoàn tàu và trở nên giàu có như tôi. Người đánh cá hỏi: rồi thì tôi sẽ làm gì? Ông nhà giàu nói: anh sẽ nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Người đánh cá điềm tĩnh trả lời: vậy ông nghĩ coi
ngay bây giờ tôi đang làm gì đây? Đức Khổng bảo, hãy trung dung mà sống. Nghĩa là đừng thái quá cũng đừng bất cập. Đừng quá tham lam như ông nhà giàu và cũng đừng tự mãn giống như người đánh cá. Hãy hài lòng với cuộc sống để có niềm vui mỗi ngày dù ngắn ngủi. Hãy phấn đấu vươn lên nhưng không phải vì chính mình mà để làm giàu đẹp cho đất nước, cho mọi người. Hãy tránh xa lối sống chỉ biết ăn phận thủ thường, coi cuộc đời chẳng có gì, chẳng là gì, nên chẳng cần cố gắng làm chi, rồi cũng chết. Hãy coi việc làm giàu đẹp bản thân, gia đình, quê hương đất nước là một bổn phận. Có như vậy thì mới xứng đáng ngước mặt lên, đứng thẳng và tiến về phía trước một cách hãnh diện. Vậy mới không hổ thẹn với trời, với lòng,